Và thí sinh tiếp theo là thí sinh mà tuần trước cũng đã mang đến rất nhiều cảm xúc đặc biệt cho khán giả, cho giám khảo. Cô đã thể hiện một bài hát của diva Trần Thu Hà hết sức thành công. Và trong tuần này cô ấy là phải hóa thân thành một ca sĩ nam, cũng rất là khó khăn cho cô ấy đây. Hãy chào đón ca sĩ Nhật Thủy. Tuần rồi cái tiết mục mà bạn hóa thân thành ca sĩ Trần Thu Hà thật sự tôi rất ấn tượng, và chắc chắn rằng giám khảo cũng ấn tượng, và điều đó được thể hiện qua những điểm số mà họ dành cho bạn. Một điểm số cũng khá cao, cao thứ nhì trong đêm, đúng không? Và cái điều đó có khích lệ tinh thần cho bạn không? Dạ có ạ, rất là nhiều ạ. Và cho em một cái sự tự tin là mình đã có thể là cố gắng sẽ bắt nhịp cùng với cả các thí sinh khác. Khi hóa thân thành ca sĩ Tommy Ngô, điều gì khó khăn với bạn nào? Khó khăn là tại vì em không cao lớn đẹp trai, mà hóa thân thành anh ấy thì lại phải cõng một bạn gái khá là cao to, cho nên là vừa hát mà vừa phải cõng thì cũng hơi khó khăn một chút ạ. Và bây giờ thì chúng ta hãy đến với phòng tập để xem coi Nhật Thủy vượt qua cái thử thách này như thế nào. Khi cô ấy phải hóa thân thành một ca sĩ nam, đây là một thử thách rất khó dành cho các thí sinh của chúng tôi. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Em ôm em anh. Đó, rồi bước lên 2, 3, túp, leo lý. Đúng rồi, đúng rồi. Đâu rồi, đúng rồi. Túp, leo lý tưởng của em và của anh. Đâu nào anh ơi. Túp, leo lý tưởng. Ủa? Sao em hát cái giọng nữ? Em bắt tôi mới ngu mà em tập. Nhưng mà khó ra, nha em này. Trước à, đúng rồi. Rồi đâu, cuối đâu nhà anh. 2, 3 ung, ung. Khi ta đứng yên một thành công xin. Giọng dày hơn nữa ha. Dày anh hơn chỉ rồi. Sợ là càng ngày lên bắt cái tông cao thì giọng em sẽ mỏng, mỏng thì sẽ lòi ra cái giọng nữ. Vâng. Nha. Buổi sáng chung cái đầu vô cái lu á, nhà mình có lưu chung vô cái toilet á, la hát luyện giọng trong đó cho giọng dày hơn. Ồ nha. Không có chung thì mình chui vô cái gì hả anh? Chui vô chăng. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để đến với cái phần hóa thân này của mình chưa? Em sẵn sàng rồi. Thôi ạ. Cho bạn thêm một chút xíu thời gian ha. Chúng ta hãy cùng xem lại cái phiên bản gốc của ca sĩ Tommy Ngô khi hát cái bài hát Túp Lều Lý Tưởng. Xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Đến lúc chúng ta phải lên sân khấu rồi. Cố gắng lên Thủy nha, tất cả mọi người sẽ ủng hộ bạn. Xin mời. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem lại hình ảnh của ca sĩ Tommy Ngô với bài hát Túp Lều Lý Tưởng qua phần hóa thân của ca sĩ Nhật Thủy. Bằng tình không ai mà
yêu bằng đúng khi ta đứng nhìn một đàn cò xinh. Tình mình chưa chắc dễ mua hạnh phúc không, bằng tiền không mua được đâu. Vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền không mua được đẹp. Tình nhau hai đứa lắm mơ là bấy nhiêu không. Em mơ một mái nhà chân, em mơ hạnh phúc. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Đời mình đẹp mãi dưới đường nhiều xuyên. Đó là phần biểu diễn của Nhật Thủy. Xin cảm ơn nhóm múa Ồ đã hỗ trợ cho tiết mục này. Và cũng xin cảm ơn cái nhóm bè không biết nhóm bè này là nhóm bè gì ha. Dạ nhóm ca sông lắc anh. Hả? Nhóm ca sông lắc. Ca rồi lắc. Ca sông lắc hả? Được, em ca sông rồi. Mình có nhóm bè Cadillac rất nổi tiếng. Còn đây nhóm ca sông rồi lắc. Và bây giờ thì xin mời ý kiến của các thành viên và giám khảo. Xin mời anh Đức Huy. Thật là khó cho một người nữ mà phải hát một cái giọng nam. Và hôm nay thì cái chất giọng nó người nghe nghe rõ là một giọng nữ. Vâng, và nhưng mà dầu sao thì bởi vì cái bài hát nó là một bài rất vui nhộn và bạn cùng nhóm múa với lại cái nhóm nhà xóm nhà lá kia cũng đã làm không khí sôi động lên và xin chúc mừng bạn. Xin cảm ơn nhà sĩ Đức Huy. Anh Hoài Linh nghĩ sao ạ? Thật sự ra cái bài này thì buộc em phải làm như vậy mà bây giờ cái giọng em nó có thể nhỉnh hơn giọng của Tommy và là giọng của nữ nữa. Cho nên là cái độ ồm ồm nó cũng không có. Khi bạn hát là mình nghèo hai đứa ước mơ là bấy nhiêu thôi, đúng không ạ? Nhưng cái bản gốc tôi nghe chính xác là tình mình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Một cái chữ là với một chữ chỉ, dĩ nhiên là hai cái nó cũng trùng nghĩa với nhau, nhưng mà cái chữ chỉ á là nó thấy không? Ráng cố gắng và về cái phần trình diễn là tôi khen bạn, còn về cái phần ngoại hình thì dĩ nhiên tôi không nói rồi, bởi vì Tommy cao to, nhưng mà mình nhìn cái cách trình diễn thôi chứ tôi không nhìn cái nhân dáng của bạn. Và cái nụ cười của bạn rất là tươi thì cái đó là của Tommy. Vâng, xin cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Và chị Minh Linh thì nghĩ sao ạ? Thứ nhất là về hình dáng thì đương nhiên là về bạn không thể to cao như anh ấy, nhưng mà cái nụ cười của bạn như anh Hoài Linh nói thì bạn cũng đã toát lên được cái thần thái của bài hát tương đối giống. Tuần trước là bạn thực sự là đã vượt lên rất là nhiều, nhưng tuần này thì đôi khi chúng ta cũng như chơi xổ số ấy, có hôm về tay không nhưng cũng sẽ có hôm mình trúng số độc đắc, phải không? Tôi mong rằng là tuần sau sẽ là tuần của bạn. Xin cảm ơn giám khảo Mỹ Linh. Dạ, và nếu như quý vị khán giả yêu mến Nhật Thủy và muốn động viên cổ vũ cho cô ấy thì nhắn tin bình chọn với mã số là 03 gửi về tổng đài 6370. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn Nhật Thủy.